Em mời các bác tiếp tục đến với là chương trình giảm giá cuối năm cho các bác đây. Người ta cuối năm thì nâng giá nhưng em muốn dọn nhà em giảm giá. Cái mục đích giảm giá ở đây là cho các bác không có điều kiện chơi. Bởi vì là tất cả chơi âm thanh này là nó cũng không phải là dòng ít tiền. Đây là những dòng hàng cỏ rồi. Nhưng mà có nhiều bác gia đình nói thật là bây giờ bác chưa có điều kiện, sau này bác có thì bác mua sắm nhiều sau. Mà có nhiều bác mơ ước ấy, nhiều bác muốn mua lắm nhưng mà nó cái điều kiện kinh tế nó để gom lại một bộ nó quá lớn. Thôi thì mỗi thứ em bớt đi một tí để cho các bác mua sắm này chơi Tết. Đây là những mã tầm hàng tầm trung cho những bác điều kiện kinh tế nó có hạn. Nói chung là nó tùy, có người thì có hạn nhưng mà dòng âm ly receiver này thì không nhất thiết là cứ phải hàng công suất lớn mới đánh nó lớn. Đây là nó theo phối ghép. Giá hôm nay em giảm từ 3 đến 500 cho quý vị, từ 3 đến 500 một con ly cho quý vị. Quý vị nào có nhu cầu thì những đơn hàng vào Sài Gòn nhá, miền bên vùng trong em chỉ nhận đến hết ngày 23, em tính âm lịch thì các bạn, âm lịch để cho nó vào ngày Tết cho nó dễ tính. 23 âm lịch, hết 23 âm lịch là em sẽ không nhận những đơn hàng đi vào miền miền Trung nữa. Từ miền Trung đổ vào nữa. Em chỉ nhận ở bên ngoài thôi. Còn hôm nay em sẽ báo giảm âm ly cho các bác. Những con âm ly này đã có clip test rồi, đã có clip giới thiệu cho các bác rồi. Nhưng hôm nay em sẽ giới thiệu lại là để giảm giá cho tất cả các bác nào có nhu cầu sử dụng. Bắt đầu. Bắt đầu từ lô hai dãy này. Đưa lên cái bút. Đây, chiếc đầu tiên, tất cả những con này đã có clip rồi thôi nhé. Giảm giá. Em Toshiba. Đây nhá. Có bác nào hôm trước thích con Toshiba là SA300 vì cái tiếng hạn 3 triệu 8, bây giờ em xuống giá cho các bác còn 3 triệu 3 nhá. 3 triệu 8 này em xuống giá còn 33, em ghi trên này cho các bác nhé, ghi trên nóc này 33 đây nhá, các bác hộ em nhá, thì ghi 33 đây được, 33 đây cho nó dễ chứ không đến lúc nó khuất đấy. 38 còn 33 giảm hẳn 500 các bác thoải mái, khỏi phải lãi lời gì nữa cho nó nhanh. Đây xuống đến con lô S này đang 3 triệu 2, 3 triệu 2 hàng còn rất là đẹp. Đây, những cái này này các bác nhìn này, em cào tay nó sáng luôn. Đây là gì đấy, cào tay nó sáng luôn. Nên quý vị đã nhiều nhiều clip khác em đã hướng dẫn quý vị làm sạch bóng rồi. 3 triệu 2 được chưa, em xuống 2 triệu 9 cho quý vị nhá, không còn giá nào nữa. Đấy là chỉ giá từ trong Tết, ra Tết là không có giá này đâu các bác nhá. Ra Tết không có giá này để giảm nhá. Không có giá này nữa. Đây con này đang là 32, tiếp tục xuống lên con con vừa đây em giới thiệu, tiếp tục xuống đến con JVC RS5 3 triệu 2 dòng receiver FM108. Quý vị nhìn ra chưa? 108 giá 32. Giờ em xuống tiếp cho quý vị nhá. RS5 32 xuống 29. Không có đồ rẻ bèo như này đâu quý vị ạ. Không có bèo nữa đâu. Nếu bèo quá thì em đóng cửa nhà mất. Tiếp tục xuống con Technic Su 7600. Được chưa? Technic Su 7600. 3 triệu 9. Xuống 34. 500 luôn. Tất cả 500 cho quý vị thích. Tiếp tục con Technic 5360. 5360 này con này nhập vào rất là cao. 4 triệu rưỡi chỉ xuống được đến 4 triệu 2 thôi quý vị ạ. 42. 4 rưỡi xuống 42. Tiếp tục xuống đến chiếc âm ly Sony. Âm ly Sony 6036A. Sony 6036A. 3 triệu 9. Giờ xuống 35 cho quý vị. 39 xuống 35. Dưới cùng là con Technic SA5550 giá 4 triệu 8. Giờ xuống 4 triệu rưỡi cho quý vị. 48 xuống 4 rưỡi nhá, 4 triệu 8 xuống 4 rưỡi. Sang đến con cassette. Cách đây hôm qua hôm kia có bác nào hỏi cassette đây. Đúng size của bác đây. Bác yêu cầu size tầm 42 43 đây. Hai cửa luôn. Bác chỉ yêu cầu là lấy 1 đến 2 triệu. 1 đến tầm triệu, hơn triệu đây. Đây đang 1 triệu 2, được chưa? Em xuống 1 triệu cho bác nào lấy đi, cassette 1 triệu này. Được chưa? Nhá. Xuống đến con Sony, dòng Sony cổ này,
Con này quá là chất luôn. Đây. Quá chất và đẹp. Ước mơ của nhiều bác. 39 xuống 35. 35. Tiếp tục xuống con này nữa. Con này spur coat. Đọc mé cả mồm, toàn những ông đi. Nhưng mà con này hồi gỗ, tất cả gỗ đẹp lắm. Chất 39 xuống 35 nhá. 35 chưa? Cơ cốt model của em nó đây. R1220. Dòng receiver tất. Tiếp tục xuống em Selwood. Em Selwood tiếp tục xuống em Selwood nữa này. Cái gì chưa? 4,8 triệu được chưa? Em Selwood model của em nó là 7010. 4,8 triệu xuống 43. Có hai con giống nhau nhé quý vị nhé. 48 xuống 43. Tiếp tục đến em Kenwood cực kỳ đẹp này. 5,5 triệu. Các bác nhìn chưa? Em Kenwood này. Nhìn em Kenwood model KR710. Không phải bẩn, nó không phải mốc gì đâu. Mà đây này, lau cái hết luôn này. Đấy. 5,5 triệu xuống 5 triệu. 5,0. Con này thì đẹp, tất cả hàng toàn hàng đẹp lung linh thôi. Xuống dưới tiếp nữa quý vị ạ. Xuống dưới tiếp nữa là hàng Sterling Saver. Con này đọc cái tên nó khó lắm. Đấy các bác nhìn nha. Model là S đây. Model SR2040 3,9 triệu xuống 3,5 triệu. Xuống 35 chưa? Xuống dưới cùng là con Hackman Cardon. Hackman Cardon PM645. Hackman Cardon PM645 giá 35 xuống 3,30 triệu. 30. Đấy, 35 ghi dưới đấy. 30. Đó là toàn bộ cái clip em giới thiệu đến quý vị một số mã âm ly. Em sẽ giảm giá cho quý vị trong đợt Tết này, vừa giảm vừa dọn nhà cho nó nhanh luôn. Dọn cho nhanh nhé. Bác nào nhanh đặt ngay, chỉ nhận hàng ở xa trong 5 ngày nữa. Em cảm ơn.